Đây cái thác ý 28 xe này chạy cũng lâu rồi, mấy năm. Chủ xe nó là nó bị tắc can ti đỏ bạc, nồi thì chưa có làm, cũng có thay nhưng mà chưa có làm nồi á. Nó bị tình trạng là nó đời khó nổ rồi, phải không? Đó, tắc máy ngang hoài rồi, nó bị hở bạc xì xuống bắp á, can ti nó tiền lắm. Nó cái sực vậy đó, đó nó tắt hoài, nó không ngọt, nó khó nổ lắm. Thật là luôn đó. Rồi xong. Nghĩ nổ luôn rồi. Bây giờ mình rã máy ra, mình quay bê tông bạc xúc bắp bên kia cho anh em coi, như làm nồi luôn. Nồi zin đó thì chạy nó hơi rung động. Xong rồi mình quay cho anh em coi. Đây chiếc cái rắc ý này là chưa có rớt lần nào luôn. Thì bị hở bạc chứ nó hở xúc bắp rồi. Ốc còn nguyên nha anh em. Đúng xe zin chưa có đầu rồi không? Ốc ác đâu mới tinh, đi xin cam hơi giãn rồi, cò viên đây hơi hỏng đó, đúng cái xe quá bền, chạy mười mấy năm rồi. Rồi đây giờ mình sẽ rớt, mình sẽ chim bịch đó, mình nhận ra cho nó không có dấu, nhìn như zin luôn. Đây mở ốc tìm bịch hết thì khi mình đã nó không có dấu rồi nè, nói chung là mấy xe khác rồi này kia kỹ chủ xe khỏi lo sợ mất zin ha. Nói rất là đẹp không, ốc không có dấu luôn, tìm bịch là nó ok lắm. Còn nguyên nha, zin như cục pin. Rồi mình rớt rồi, xong mình quay cho anh em xem ha. Đây, cái sắp ý 8 thì sắp ý mình đã ra xong. Đó, mới mở lần đầu luôn. Xe này là cũng là dạng ít chạy nha anh em. Mà nó lâu quá rồi, nó hở bạc chứ nó hở xúc bắp. Nó ăn nhớt bốc không khói. Đúng rồi, rất xe đó, cái xe này nó bị hở bạc, để mình thử cho anh em coi. Ấp cái lồng này đây. Khó nổ máy lắm, nó xì xuống bắp nữa. Đúng chất, xe này mới rớt đầu lần đầu nha anh em. Zin như cục pin luôn. Cũng xăng đồ này kia nó bụi quá trời luôn. Đây, mở luôn ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ rớt ra làm nồi, làm máy lại. Canh chỉnh cho nó chuẩn hết nha. Ok. Ốc thì mình siết vô mình cũng chim bọc rồi đó, nhìn cho nó khỏi biết cái đầu á, làm cho nó đẹp đẽ ok cho chủ xe hài lòng, vui lòng ha. Cái nồi zin đó thì thường nó cũng chạy lên tới đây nè, đây đứng rồi. Làm nồi xong nó sẽ mở cái tua này luôn, giống như cái clip mà mình thường đăng á. Cái nồi này chủ xe cũng mới thay nè,
ai nào mới nhưng mà nó không có làm, như là nó zin thôi, nó mình làm full nồi luôn, mình phay cánh bi bẻ đồ rồi hết luôn, rồi nó giống như xe này, phay cánh bi này. Rồi ok. Đây chiếc SHI 208 thì sau khi mình làm đồ xong rồi thì xúc bắp nè, cam cò, cái tông lên cốt ha, lòng mà mình dạt cái này hết cho nó kín hơi á, thay miếng gòn rồi làm nồi, full nồi ha, hay gánh bi bẻ độ nhất theo bài mình hết cho nó mở cái tua lên này luôn, còn xin nó lên tới đây không, làm bố xo chuông rồi ông xăng rồi vệ sinh rồi hết rồi, sạch sẽ trắng bóc, trắng như ngọc trinh luôn. Xúc bắp rồi mình làm lại hết, nấu xăng bò rồi luôn, tuyệt đối ha. Rồi xúc kim phun, vệ sinh kim phun ông xăng rồi hết luôn. Rồi cái bạc này mình xài bạc rít nha nè, bạc này nó tốt không? Đó. Đang quay phim. Xài cái phốt số bóc lên nè, xài cái loại này nè, nó có hai cái gút, nó sẽ kín hơn, nhớt nó không bị lòn rò rỉ lên, xe mình đi nó không hao nhớt luôn, cái này mình đảm bảo cho anh em nha, không hề hao miếng nhớt luôn, nó rất là tốt. Còn cái zin đó là có nói nè, nó chỉ xài có một cái dưới thôi, cái này mình xài cái gút trên gút dưới luôn, nó sẽ gịch tốt hơn, nó giống như mô tô vậy đó. Còn viên hãng á là nói gì thôi đó. Rồi ok, xe này hiện tại là nó bị hở số bóp nên là nó tắt máy luôn, rồi ganh ti nó không đều, rồi bây giờ mình ráp vô nổ máy mình chạy thử test cho anh em coi ha. Rồi anh em không lép đây, mình làm 300 mi dọn nè, còng nè, nó thật ý nè, Accenter, Epicuro nè, mình làm đầy đủ hết á, Vario, AB, UBS. Xe chạy bị hở bạc á, ra khói, nó tắt máy nữa, chạy không ngon, là mình làm lại hết nè. Anh em xem clip, anh em có nhu cầu làm nồi, làm máy, tân trang, dọn rồi, có làm hết. Như mấy chiếc xe này mình đang làm nè, ý được, xẹt được, hết. Đây, Star, lên, một là xe em. Mâm CNC cổ titan, nổ ma full nóc titan, mâm CNC đó, một sao liền lô,
gặp gặp được trời luôn. Sơn rồi, ok anh em mới yêu cầu hỏi mình nha. Đây, tiếp tục phải thắt co rót, AB làm nồi, vario boost xăng lửa, thổi làm máy. Ôi, nào quá, 300 một cặp, phải thắt đầy đầu. Nhà còn số xe nữa nè. Cố gắng tranh thủ xong xe cho anh em nha. Đó là đồng luôn. Đi